Xin chào quý vị anh chị và thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến quý vị anh chị các bạn cách chúng ta có thể dò sóng sạch cho mic không dây. Thì khi chúng ta hát karaoke thì việc chúng ta quyết định chúng ta sẽ chọn được cái bộ mic không dây tốt và có tính năng dò sóng sạch, nhưng một số trường hợp các bác sẽ không phát hiện ra và chúng ta cũng không để ý rằng mic chúng ta liệu đã có dò được sóng sạch hay chưa. Thì trong tất cả các thiết bị chúng ta đều có một tần số nó hoạt động, do đó mà bộ mic không dây nhà sản xuất sẽ chế tạo chúng ta có tính năng là dò sóng sạch, có nghĩa là khi chúng ta dò cái tần số đó thì mic sẽ làm việc tốt nhất và không bị nhiễu cũng không bị ngắt quãng khi hát, và tiếng hát chúng ta được mềm mại bay bổng hơn. Đó thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến quý vị anh chị các bạn luôn. Thì tất cả đối với cái dòng mic không dây, đầu tiên chúng ta cần chú ý rằng chúng ta cần setup cho tay mic nào. Thì giả sử mình sẽ set cho tay bên tay phải trước nhá. Tay bên phải trước thì các bạn nhìn chữ CH này. Set trên đây là CH129 này, thì trên tay mic của chúng ta sẽ có hai tay mic. Thì các bạn cầm cái tay mic mà có CH129 lên là để chúng ta setup cho tay mic đó. Thì đầu tiên tất cả các dòng mic trên bàn điều khiển này nó sẽ có thông thường ấy, các mic có tính năng đó thì họ sẽ để cái nút scan ra ngoài hoặc nút ghi là chữ scan ấy, là chữ tìm kiếm. Nhưng mà ở một số dòng tay mic ấy thì họ sẽ tích hợp luôn bên trong vào cái nút set này, đó, nút setup ấy. Đó thì các bạn bắt đầu làm cùng mình nhá. Đầu tiên các bạn sẽ ấn cái nút set đây, ấn và giữ trong vòng 3-5 giây nhá. Mình sẽ ấn này, đó, nhảy ra. Thì đúng là các bạn nhìn thấy không ạ, tần số đang quét scan, triệu scan bắt đầu hoạt động, tần số đang quét để tần số quét được cái tần số tích hợp nhất, sóng sạch nhất đây trong khu vực của mình đang hiện tại mình đang ngồi. Đó, các bạn đợi trong vòng một lát thì mic sẽ quét được cái tần số sạch nhất. Đó, vậy là CH165 là tần số sạch nhất ở đây rồi. Thì lúc này các bạn bật tay mic lên. Đây, tay mic nó lên và các bạn ấn set một lần nữa để cho nó tự động kết nối hai cái tay mic với nhau, đồng bộ hai tay mic với nhau. Đó, các bạn nhìn thấy IR chưa ạ? Thì các bạn quay cái mặt IR của cái tay mic vào cái chữ IR đó. Đó thì nó sẽ tự động nhận sóng nhá. Đấy, các bạn quay cái tay mic cái mặt IR vào cái mặt IR của trên đầu phát của mic này. Đây. Ok, vậy là bây giờ hiện tại đây, các bạn nhìn thấy không? Hiện tại thì tần số kênh trên đầu phát và cái kênh trên tay mic là trùng nhau thì chúng ta hoàn toàn có thể hát được nhá. Đây, mình sẽ được alo đây, mình thử đây. Lừa. Đó. Vậy là ok. Vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ đến quý vị anh chị các bạn cách chúng ta có thể tự động dò sóng sạch cho bộ mic không dây. Thì chúng ta cần lưu ý rằng xem chiếc mic không dây của chúng ta có cái tính năng này hay không. Đó. Thì chúng ta có thể mang mic chúng ta ra và chúng ta sẽ tự động setup lại và chúng ta dò lại cái tần số sạch. Bởi vì chắc chắn rằng khi chúng ta setup thì cái việc chúng ta dò sóng sạch cái môi trường xung quanh của chúng ta ảnh hưởng rất nhiều đến bộ mic không dây. Nó cũng chỉ là bộ mic phát tần số thôi, nghĩa là sẽ mỗi bộ mic sẽ có một tần số hoạt động, mà nếu mà chúng ta vô tình chúng ta hoạt động trùng với tần số của một thiết bị nào đó trong gia đình thì cái việc tranh chấp tần số nó sẽ diễn ra và nó sẽ bị nhận sai tần số của nhau và nó ảnh hưởng đến nhau, do đó mà tín hiệu mic của chúng ta sẽ bị chập chờn này, bị ngắt quãng này, đó, nhiều lúc bị không kết nối được. Do đó chúng ta cần phải dò sóng sạch cho bộ mic của dây của chúng ta cho âm được hoàn hảo và tốt nhất, và để chúng ta có những giây phút có những lời ca hát ca là bay bổng mượt mà các bạn nhé. Chúc quý vị anh chị thành công và hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn trong clip tiếp theo. Nếu quý vị anh chị các bạn thấy video tự động dò sóng sạch của mình hữu ích, có thể ấn cho mình một like, một subscribe để mình có thêm động lực để chia sẻ đến quý vị anh chị các bạn những clip hấp dẫn hơn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.